Găng sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Roberto Carlos. Đường chuyền xuất sắc. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Kaká. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Rất nhiều đường truyền. Nguy hiểm. Bosco. Ruslan Malinovski. Desilio. Có thể tạt bóng. Tuyệt vời. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Rất tốt. Ném biên cho rằng Roberto Carlos. Kaká. Bóng được truyền cho. Và đó là một quả đánh đầu. Không được. Một pha đánh đầu không tốt. Thực ra đánh đầu chính xác là một việc không dễ cho một chút nào. Nên pha bóng vừa rồi không có gì đáng trách cả. Florian Neuhouse. Bosco. Ruslan Malinovski. Cần phải tắt ngay. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Mất bóng. Thierry Henry. Pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Thật đáng tiếc, đáng ra phải là một tình huống nguy hiểm hơn rồi. Ronaldo. Kaká. Đây là một cơ hội khác. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Rất căng thẳng. Pháo này có thể thay đổi cục diện trận đấu. Hậu vệ thật tuyệt khi sút. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Bất bóng trong vòng cấm. Tati. Bosco. Ivan Rakitic. Kyle Walker. Ivan Rakitic. Chuyền bóng lại thành công. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Tình huống lấy bóng của Sako. Posco. Smender. Cristiano Ronaldo. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Rakitic. Kaká. Căng bóng vào đi. Bóng được chuyền cho Cristiano Ronaldo. Anh ấy đã đưa bóng lên khán đài. Wiesel. Phòng ngự rất tốt. Sako. Ruslan Malinovski. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút bù giờ nữa. Tát rồi. Sko. Và chạm bóng chính xác. Tỷ số đã được nâng. Tận dụng tối đa thời gian cuối cùng hiệp 1 chắc chắn sẽ là động lực thay đổi trận đấu này.
Tôi nghĩ rằng họ sẽ muốn nghe tiếng còi xà lao hơn bao giờ hết. Tôi rất thích cách ghi bàn này. Tiền đạo cắm sẽ di chuyển khéo léo và anh ta sẽ trừng vào đối thủ bất cứ lúc nào. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Isilio. Chỉ có một bàn được ghi trong hiệp 2 bắt đầu. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó của anh ta. Kyle Walker. Gareth Bale. Ivan Rakitic. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Kaka. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Jung. Oscar. Rất nhanh. Một cú sút rất tốt và thủ môn đã cản được nó. Tạt đi. Đây là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia đá phạt thể hiện. Vô lê. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Rakitic căng ngang. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Thierry Henry. Có cơ hội ngay bây giờ. Cú xoạc bóng rất tốt bởi hậu vệ, nhưng đó lại là một quả phạt góc. Chấp nhận một pha phạt góc. Clarence Seedorf. Trọng tài xác định đó là một quả phạt góc. Bóng văng ra, thủ môn đã cứu thua rất xuất sắc nhưng anh ấy không thể bắt gọn nó. Tạt bóng đi. Tuyệt vời. Anh ta đang nhảy múa trước hàng hậu vệ đối phương. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Việt vị rồi, chắc chắn là đã có việt vị. Và đó là một trong những quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Decilio. Wiesel. Chuyền bóng lại thành công. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Tăng tốc. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Oscar. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Gareth Bale. Thierry Henry. Decilio. Đó là pha xử lý kỹ thuật. Sẽ có đá phạt. Vâng, rất nhanh. Đọc tình huống chính xác và Sergio Ramos cắt bóng thành công.
cần phải làm gì đó khác hơn để thay đổi cục diện trận đấu này. Đó là gì mà các khán giả chủ nhà đang gào thét. Phải là như vậy. Mất bóng. Gareth Bale. Ồ, thật dễ dàng trên thủ môn. Ném biên cho răng. Gareth Sirop. Ronaldo. Phối hợp tốt. Tuyệt vời. Tôi thấy tiền đạo dường như đã chạy đi ăn mừng rồi. Nhưng thủ môn đã làm anh ta thất vọng. Cần phải tránh những tình huống phạm lỗi thế này. Thật liều lĩnh phải không? Ôi, xóa bóng nguy hiểm quá. Anh ta xứng đáng phải nhận thẻ trong tình huống đó. Bóng trong vòng cấm. Bosco.